Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn khán giả, một bạn hội viên trên kênh của mình. Đó là bạn FBI San. Mình sẽ gọi như vậy nhé. Bạn này thì là một cái người khán giả theo dõi trên kênh của mình từ thời gian đầu luôn ấy. Đấy thì sau một khoảng thời gian thì bạn ý biến mất, mình không thấy bình luận nữa. Thì mình cũng đoán là kiểu chắc là người ta cũng chán kênh của mình rồi, nên người ta cũng lặn, người ta không xem nữa. Thế dạo gần đây thì mình lại thấy bạn ấy bình luận lại. Cái hôm nọ mình lại thấy bạn ấy bảo là tôi có gửi cái super thanh đấy, nhưng mà tại sao lại không thấy mình đả động nhắc đến cái gì cả. Thế mình bảo, quá, mình có thấy cái gì đâu nhỉ. Thế là hóa ra không hiểu bằng một cái lý do nào đó, cái YouTube nó lại ẩn mất cái super thanh của bạn ý. Mình không nhận được thông báo gì cả. Mình vào mình kiểm tra lại bình luận cũng không thấy. Thế là mình phải vào phần cài đặt cho mình sắp xếp lại bình luận thì mình mới thấy cái super thanh của bạn ý. Wow, một cái super thanh vô cùng là giá trị luôn. Bạn ý thì cũng chỉ có cái yêu cầu nho nhỏ là muốn kết bạn với mình thôi. Trên thực tế thì mình nghĩ đây chỉ là một câu nói đùa thôi. Tại vì kết bạn với mình thì cứ đợi kiểu nếu mà mình lọc bạn bè mà ai off lâu quá thì mình sẽ kết bạn với mọi người thôi. Còn chắc chắn là đây là bạn ý yêu quý muốn ủng hộ mình thôi. Chứ cũng chả có cái gì ngoài cái mục đích ý cả. Được rồi, thì một lần nữa mình cảm ơn bạn FBI San rất là nhiều nha. Đấy, một cái người khán giả đồng hành với mình từ rất lâu rồi. Mình cứ tưởng là bạn đã gọi là biến mất khỏi cái kênh này rồi, nhưng mà rất vui là bạn đã quay trở lại. Và rất là mừng vì bạn đã tặng mình một cái phần quà giá trị như vậy. Một lần nữa cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Được rồi, hôm nay chúng ta có cái gì đây? Mình muốn nói một chút đầu tiên là về cái vé mùa. Cái vé mùa này thì không phải vé mùa mà chắc chỉ gọi cái này là... Thật ra cái này đáng nghĩa ra người ta nên kiểu là sổ sứ mệnh mới đúng nhỉ? Cái này có cái mục tiêu là nó đăng nhập hàng ngày. Mình thì chưa biết những cái giai đoạn này như thế nào. Mà thấy nhiều bạn cũng kiểu gọi là có cái sự bất ngờ. Mình thấy cũng bình thường thôi mà. Thay vì các bạn chơi, bây giờ chỉ cần đăng nhập thôi cũng được. Có nghĩa là mọi người cũng chẳng cần chơi game, chẳng cần hoàn thành cái gì cả, cứ cần đăng nhập là được, đúng không? Nếu như là các bạn có bỏ tiền ra, các bạn mua cái mùa này này, cái phần thưởng theo mùa này này, thì đơn giản mà các bạn bận quá đấy thì mọi người cứ vào đăng nhập game thôi, rồi các bạn thoát ra đấy, thì các bạn vẫn đảm bảo là nhận được những cái phần thưởng này, những cái tài nguyên này nếu mà các bạn có nạp tiền đấy. Còn các bạn không nạp tiền thì các bạn vẫn được những cái tài nguyên free tương ứng. Thật sự thì mình có cái chút đánh giá nhá, là dạo gần đây mình thấy cái mùa này nó không được ngon các bạn ạ. Thực sự là như vậy đấy, nó mình cảm giác là nó không được thơm ngon như ngày xưa đấy. Ngày xưa thì người ta thiết kế rất là nhiều skin đấy, chăm chút rất là nhiều, nhưng bây giờ người ta lại đang chuyển về cái hướng gọi là tặng coi, tặng bản thiết kế, rồi tặng cái ghép. Tất nhiên cái đó nó rất là hữu dụng trong game. Nhưng mà có vẻ như một người yêu thích skin như mình đang không hài lòng cho lắm. Còn các bạn mà các bạn cần tài nguyên thì đây vẫn là một cái nơi tốt để các bạn nạp tiền nha. Tiếp theo mình muốn nói đến là cái sự kiện 2v2 này đây. Wow, đợi hơi lâu đấy, hơi lâu. Cũng bật mí với các bạn là cái nick cày chay của mình đang có hơn 3.000 ớ coi rồi. Và mình sẽ chuẩn bị một cái nội dung mua đồ mới bên cái nick cày chay của mình, thì các bạn cứ đợi nha. Rồi tiếp đến chúng ta có cái sự kiện này đây. Đây chính là sự kiện Vortex các bạn nha. Quay một lần 300 ớ coi. Còn cái pháo dung hợp này chắc chắn rồi các bạn không nên quay đấy, chia sẻ thành thật. Không nên quay làm gì cho nó mệt người nhá. Rồi, cái mà có nhiều bạn hỏi mình chính là cái sự kiện này, Vortex. Cái con Vortex này thì 18 năng lượng, 5 sao. Ok, mình đánh giá là ngon. Nhưng mà 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. 10 hàng. Mỗi hàng 5 ô. Các bạn nhân lên 50 lần quay các bạn nhé. 50 lần quay các bạn nhé. Không thể đùa được với 50 lần quay. Nên là mọi người tốt nhất là dẹp ngay. Các bạn nào mà đại gia quá thì xin mời đấy. Chứ còn mình là mình thôi, mình khuyên mọi người ấy, là dẹp, không nên tham gia cái sự kiện này. Tỷ lệ nó chỉ có 0.03% thôi.
Các bạn không nên đâm đầu vào cái sự kiện này làm gì cả. Nếu mà có tiền ý, các bạn, bây giờ mình đảm bảo các bạn nhé, các bạn mà có 10.000 nó coi, các bạn quay cái này, mình đảm bảo không ra. Ờ thì có 1% rất nhỏ đi, các bạn may mắn đi. Ờ nhưng mà bao nhiêu người trên kênh của mình có được cái sự may mắn như thế, đảm bảo là 10.000 nó coi thì các bạn đố mà ăn được con này luôn. Đố mà ăn được con này nếu mà các bạn có 10.000 nó coi. Nhưng mà các bạn cứ đợi đi, khi mà nó bán ý, thì nó sẽ bán với giá hơn 9.000 nó coi, và các bạn sẽ chắc chắn là mua được con này luôn. Tại sao mà mình nói là con này nó bán nhỉ? Bây giờ game nó đã ra cái gacha bằng Ocoin này rồi, có nghĩa là con này nó chuẩn bị mở bán rồi các bạn ạ. Đó, mọi người phải hiểu là như vậy. Đây là cái lúc mà game nó đã chuẩn bị mở bán rồi. Ngày xưa thì nó chỉ có bắt các bạn nạp tiền mới mở được cái này thôi đúng không? Bây giờ thì nó cho các bạn quay bằng Ocoin rồi, thì có nghĩa là đang lùa gà nốt cái đợt này đấy các bạn ạ. Đang lùa gà nốt cái đợt này đấy. Nên là mọi người nghe mình, đừng có quay cái sự kiện này nha. Không hề dễ ăn đâu. Tận chừng này cái lượt quay cơ mà, các bạn ăn làm sao được đúng không? Đấy, nên là nghe mình đi. Mình muốn nói lên cái ý kiến của mình để các bạn không phải hối tiếc là chẳng thấy mình nói cái gì cả, cứ tưởng sự kiện ngon rồi đâm đầu vào quay, cuối cùng là không được gì. Đấy, mình nói rồi nhá, rõ ràng rồi nhá, các bạn nghe rồi nhá. Đấy, không nên tham gia cái sự kiện này nha các bạn nha. Có coi thì cứ để đấy thôi, bao giờ nó bán mua là ngon. Đấy là mình nói thật. Sau đây thì mình sẽ làm một vài trận 2v2 để làm cái nhiệm vụ gây sát thương nha. Tiện đây thì mình cũng nói thêm về cái nhiệm vụ gây sát thương trong cái sự kiện lần này nhá. Thì cái hôm bữa mình làm bên cái nick cày chay của mình ấy, thì nó có yêu cầu là gây 6 triệu sát thương thôi. Đấy, thì có bạn ấy bình luận trong video của mình, bạn ấy bảo: "Ủa, em cũng cày chay nhưng anh mà cái thế quái nào của em nó lại bắt tận 10 triệu sát thương." Đấy, thì hôm nay ngay cái thời điểm mình đang nói này này, thì cái nick cày chay của mình nó đã phải bắt làm nhiệm vụ là 10 triệu sát thương rồi. Cái này thì mình có thể lý giải là do cái điểm kinh nghiệm của mình tăng cao. Ở đây tại sao như vậy? Có nghĩa là mình cứ chơi nhưng mà mình không nâng cấp đồ các bạn nha. Đấy, chơi thì kiểu là nhịn nhục ấy. Đấy, mình chơi mình không nâng cấp đồ thì là mình thắng nhiều ấy. Mình thắng nhiều thì sau rồi cái điểm kinh nghiệm mình nó cứ tăng cao thôi. Thì có thể là game nó tùy theo cái điểm kinh nghiệm đó thì là nó bắt mình phải có nhiệm vụ khó hơn, gây nhiều sát thương hơn. Mình đoán là như vậy. Bên cái nick cài chay kia của mình nó cũng đang có cái nó bắt mình phải có 10 triệu sát thương rồi. Nói chung là rất là cực khổ đây. Mình thì chơi từ ngày đến giờ mình chủ yếu là mua đồ để mở hạng cho các bạn xem cho vui này. Mình cũng chưa nâng cấp gì, mấy con của mình vẫn đang toàn 3 sao rồi các bạn ạ. Chơi nó khổ dã man luôn đấy, nó bắn cho vài viên là thấy mệt mỏi rồi, 3 sao chống đỡ không có nổi, bắn rất là mệt luôn. Sự chống chịu là không đủ nên nhiều lúc thành thử là dạo này chơi nó cũng hơi khó khăn. Mình thì đang cố gắng mua một món đồ mới rồi sẽ không, mình cố gắng mở cái hạng của con Panther ấy, mình phải cố gắng mua con Panther rồi mình mới quay trở về nâng cấp nghiêm túc được. Còn không bây giờ thì mình vẫn chơi theo kiểu gọi là sao nhỉ, nó gọi là ăn cơm trắng với muối á. Ăn cơm trắng với muối để tiết kiệm tiền ấy, kiểu như vậy ấy. Khổ thế chứ này. Thôi, cái chay thì chúng ta cứ có những cái chiến thuật vạch định nhẫn nhịn thì ta sẽ có đồ ngon thôi. Ok, trận này thì làm boss thôi, nó khá là ngon cho mình trong cái việc cày điểm ấy, để xem một trận này mình được bao nhiêu sát thương ấy. Còn nếu mà cả con này nó còn đang có trong, ê cái con này nó còn đang trong khiên mà nhỉ, hay là mắt mình có vấn đề nhỉ? Cái quái nào mà con Green Dog này nó vẫn zip được vào nhé. Ui, bắn đau phết nhỉ. Rồi, 9 điểm được 10 thì ngon. Xem nó bao nhiêu sát thương nhỉ? Ba triệu sát thương các bạn ạ. Đến với ván đấu tiếp theo nha. Rồi, ván này gặp một anh bạn. Trận này thì thôi cứ chơi như bình thường đấy. Để lôi bắn tỉa ra để xem quan sát tình hình như nào. Bạn ấy có ý đồ gọi là chơi giáp lá cà cận chiến hay không? Rồi, mình thấy rồi nha. Thấy rồi nha. Bên này có một con này. Thử con này đã. Ê, phù rồi, đừng để nó công nha. Đấy, biết ngay, đau cái thế. Đau thế. Một tông của nó hết nửa cây của mình chứ ít. À, siêu pháo à? Này thì siêu pháo với chúng tôi này.
CEO pháo của chúng tôi. Một tông nó cũng nửa cây chứ ít ỏi cái gì đâu. À, dã man. Rồi ra bắn tỉa rồi nha. Ra bắn tỉa rồi nha. Làm gì nhau? Làm gì nhau nào anh ơi? Rồi mình đợi nha. Lên nào, lên đây, ngắm nhau chút nhỉ. Lên đây. Được rồi anh bạn ơi. À, vẫn đứng ở kia nhìn kìa. Úi giời ơi, úi giời ơi. Ok. Có dám lên hay không? Rồi nha, bị làm chậm mà. Ui cũng đau đấy. Mình cứ đứng ở đây thôi, chả làm gì của mình cả. Trong gần hết trận thì mình sẽ lôi seeker ra mình treo. Treo chút cho mình vui. Đâu rồi? Ui pha này ngon này. Tiếc cho mình pha này ghê. Tiếc dã man. Rồi rồi anh bạn này. Anh bạn này có nguy cơ nha. Ui ui rất là tiếc. Rất là tiếc. Mình chưa cần ra tay gì cả. Gạo nó đã xay thành cám rồi. Đây đây. À à stalker stalker. Hello. Hello bạn ơi. Bạn dùng stalker đúng không? Mình đứng đây cho bạn bắn đập nhá. Này này thì bắn đập này. Ok. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Tiếp tục. Đây 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 đây. Ủa, hình như là thoát trận rồi. Chuẩn luôn. Thoát trận rồi các bạn. Thế nào? Thoát trận rồi. Có bắn tỉa mà sao không ra bắn tỉa mà chơi. Ngay từ đầu ra bắn tỉa có phải ngon không? Đúng không? Mình cũng đứng một chỗ mình bắn thôi mà. Mình cũng có phải cái dạng gọi là tấn công theo cái kiểu gọi là sần sổ đâu. Mình chơi rất là bình tĩnh mà. Đấy, thoát trận rồi. Thế mọi người thấy không? Rõ ràng là mình chơi, mình gặp đối thủ thì mình chơi cũng bình thường thôi. Cũng không có cái gì gọi là cọc cằn cả. Mình chơi bình thường thôi mà anh bạn ý nản chán quá nên là thôi đi chứ. Mình cũng chẳng gọi là gây áp lực về mặt đấy trận gì cả. Nên các bạn nếu mà chơi này thì dễ đúng không? Làm nhiệm vụ ngon ăn ngay. Ok. Bây giờ thì còn một mình ta. Mình ta với nồng nàn thôi. Ok. Đấy, bắn tỉa này. Tính ra là hai combo bắn tỉa liền. Một là Shirt với M12 và hai là Panther với M16. Nhiều đấy chứ. You have won the match. Được hơn 2 triệu nữa. Được rồi, chúng ta đến với ván đấu tiếp theo nào. Mình nghĩ là trận này mình sẽ chơi Shirt này đi. Nghe có vẻ căng thẳng đấy. Để xem nào. Ok, đâu nhỉ? À, Eclipse à? Phóng giá. Ây da. Nhìn mà nó vẫn rén thực sự các bạn ạ. Nhìn nó vẫn rén lắm. Không phải là, không phải là rén. Ô kìa, ô kìa. Mình nhầm cái thịt quá mà nó cứ bay ra con Gate Crusher này nhỉ. Bây giờ phải tẩu vi thật sách nha. Ô ngon. Ok, đâu rồi? À đây 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 đây. Ủa, quên mất các bạn. Ai ngờ đâu nó là con Seeker. Bất ngờ quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi ở đây, đây 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 đây. À, mình sẽ đứng ở đây nha. Đâu rồi? Đang nhìn ở kia đúng không? Vấn đề là nó mang Ember Gun. Có đi ra đây không? Mình sẽ chủ động mình tấn công nó luôn. Này được, này được. Ăn nó đã đòn nha. Để xem nào. Bây giờ mình cứ đứng gần con bastion này là được. Ra ở đâu đây? Rồi. Đâu rồi? Đằng sau mình đúng không? Ui. Dẻo. Nên các bạn cứ chê nó đi. Nó vẫn khỏe lắm. Bây giờ đến lượt mình nha. Đây rồi. Đây, đây là
một cái lỗi nha. Các bạn có thể để khắc chế con sticker nha. Đứng ở bên trên thì nó cũng làm như vậy được á. Rồi, 5-4 rồi, win rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ phải chơi lại kèo con sticker nha. Bây giờ mình phải chơi lại kèo con sticker mới được. Bây giờ nó đâu rồi? Bình tĩnh nha. Cái bản đồ này hơi hẹp nên cái việc lui lại phía sau của mình nó có thể là không đủ diện tích nha. Đấy. Này thì si ti này. Cờ này. Này thì si cờ này, chả si keo này. Chừa nhá. Si cờ, chả si keo. Đâu rồi? Anh bạn kia đâu rồi? Si đâu. Ha à, à. Rồi bình tĩnh. Nó hết tàng hình thì nó biết chuyện với mình nha. Quá. Cái thế nào? Mày ơi, mày nhẹ tay được không? Hả? Dù gì người ta cũng là con người mà. Tại sao lại chơi? Rồi rồi. Có hiện tượng khóa nha. À. Hello bạn nhỏ. Bạn nhỏ chơi pháo xoáy này. Bỏ pháo xoáy đi nha. Pháo xoáy chỉ được ở 3 cái bản đồ ấy thôi. Thế ra đây đúng không? Biết này thì ra này. Này thì ra này, ok. Phát chế ngay. Bây giờ mình xuống đây mình ẩn thân chi thuật phát nha. À, đây. Này thì Hemlock. Hemlock skin đẹp đấy. Đánh giá là skin đẹp nha. Skin khá là đẹp đấy. Đâu rồi? Hồi sinh ở đâu? Hết rồi à? Ô, thế thì chán quá. Chán ghê. Người thiếu, ui, nó khiến lên mày đau cháu như nị. Thôi chạy. Ok. Nó cần thời gian xoay nòng nên mình cũng không sợ á. Bye bye. Ô kìa, cái con này. Chán thế. You have won the match. Được rồi, quên rồi nha. MVP ngay. Vậy là mình đã đủ 10 triệu sát thương rồi nha các bạn nha. Ngắm qua đội hình anh bạn này chút. Ây da, giàu gớm nha. À đâu, không phải cái hầm này. Đây hầm này. Ok, level 6 chuẩn bị phun sao tím rồi này. Hemlock. Tại vì kiểu con này có chừng này năng lượng thôi. Eclipse, phóng đĩa. Rồi, vẫn rất là khỏe nha. Sơ phun sao tím vẫn rất là khỏe nha. Toàn skin đẹp thôi. À, nói chung là chơi trong những cái bản đồ hẹp như vừa rồi ấy, thì cái con Seeker này mình đánh giá là nó lợi hại. Nếu như các bạn không có những con khống chế như kiểu là Shirt này hoặc là Zephyr Guardian mà kiểu cứ chạy như kiểu Panther thôi ấy, sẽ khó đấy. Cái phạm vi mà các bạn đi lùi lại được so với những cái bản đồ cột mốc là khó, nên là nó dễ ăn kèo các bạn á. Mà vừa rồi thì mình cứ ẩn nấp tốt. Anh bạn vừa rồi tấn công con boss thì là mình lao ra mình tấn công thôi. Đơn giản, nhẹ nhàng đúng không? Từ đó là mình đã áp chế luôn, chả làm gì được mình. Rồi, sau đây thì mình sẽ nhận quà nha các bạn nha. Cái nick này của mình thì chơi nó khá là nhàn, cũng không quá khó khăn. Tại vì khẩu bắn trẻ em sát thương nọ lớn mà. Còn chơi nước kẻ chay thì mới gọi là mệt. Ok. Vậy là mình đã nhận được 100 mơ coin. Rồi, video của mình hôm nay đến đây thôi. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!